Ơi, chết cha, lần này nó bắt mình điều khiển con người đào vàng. Wow, đào vàng siêu to khổng lồ, không biết có đào được không. Ui, tê mà vẫn đào được ảo thật đấy các bạn. Ok các bạn, một bầy lính trùy gai luôn. Rồi ơi, cho một anh siêu to khổng lồ lên xem. Các bạn muốn to như thế nào? Các bạn muốn to như thế nào? Đây là player setting nhá. Đây nào, đây là community bỏ đây. Player setting này, cho cái này lên thử anh. Làm mãi nó không ăn thua này. Mình nghĩ là player setting sẽ chỉ cho tốc độ đánh là 10 thôi. Ok các bạn,